Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Ở trong phiên bản của V39 ấy, sẽ có một số những cập nhật ở trong chế độ sinh tồn chạy bo mà anh em chắc hẳn sẽ rất quan tâm. Đấy, ok, đầu tiên ấy, thì hôm trước mình đã có nói đến cái vụ mưa thính ấy, anh em nào mà đã xem video mưa thính anh em sẽ biết. Thì cái này nó là hệ thống nhiệm vụ toàn bản đồ. Tuy nhiên thì hiện tại là cái hệ thống nhiệm vụ toàn bản đồ ấy, nó mới chỉ đang cập nhật dành cho chế độ cho map đảo quân sự thôi. Đấy, còn các map khác hiện tại mình chưa thấy. Cái cập nhật thứ hai nữa ở trong cái phiên bản OB39 này ấy, mà chắc chắn là nhiều anh em sẽ quan tâm, đấy chính là cái máy bán hàng. Bây giờ nó sẽ không bán bom keo nữa. Đấy, bây giờ máy bán hàng sẽ không bán skin keo nữa nha anh em nhá. Đấy, skin keo không phải bán skin mà không bán quả bom keo nữa. Trước đây chúng ta sử dụng tiền xu nhặt được để mua được 3 bom keo cho máy bán hàng, nhưng bây giờ máy bán hàng sẽ không có bom keo nữa. Thì mình nghĩ là lý do thì có thể là do bên Canada họ sẽ đưa cái hệ thống máy chế tạo keo. Đấy, tức là cái hệ thống mà khi chúng ta chịu sát thương hoặc là gây sát thương người đối phương ấy, thì chúng ta sẽ tự sinh ra bom keo. Thì cái này nó sẽ chính thức là đưa vào trong game OB39. Ở trong OB38 thì nó cũng đã được đưa vào thử nghiệm ở trong chế độ test rồi. Đấy, nhưng mà chưa đưa vào chính thức, nhưng mà chắc đến OB39 sẽ đưa vào chính thức. Thế nên là bên Anna Free Fire họ sẽ bỏ cái bom keo ra khỏi cái máy bán hàng này cho nó không bị quá nhiều. Đây, chúng ta nhìn thấy này, toàn bộ ở trong cái máy bán hàng này bây giờ chúng ta sẽ không mua được bom keo nữa. Đó, sẽ không mua được bom keo nữa. Các thứ khác thì vẫn mua được bình thường. Đấy, chip nâng cấp rồi súng xiển các kiểu thì vẫn mua được bình thường, nhưng mà riêng bom keo chúng ta không mua được nữa. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến những anh em mà chơi theo kiểu chạy bo, chơi theo kiểu gọi là đi trốn xong rồi nhặt keo mua keo. Đấy, bây giờ là bắt buộc là phải giao tranh thì mới có keo. Đấy, bắt buộc là phải giao tranh thì mới gọi là đẻ ra được keo nha anh em nhá. Đấy, sao làm phát bay đầu ngay. Đấy, làm phát bay đầu ngay. Ok, ui mà nó sấy nó gọi là căng đét luôn. Chưa thằng địch đâu. Đấy, chưa thằng địch đâu anh em ạ. Sấy căng đét nó khá là lẹt luôn. Thực ra đây mình đang bắn với bot thôi. Đấy, tại vì chế độ chạy bo chế độ sinh tồn mà chơi rank ở trong cái map này nó cũng không có quá nhiều người. Đấy, không có quá nhiều người chơi. Lâu lâu mới tìm được một người chơi. Còn đâu thì toàn là bot, nhưng mà bot này bot cao cấp anh ạ. Bot này bắn đau lắm. Đấy, bot này bắn đau lắm luôn. Ok. Thì đấy là cái cập nhật thứ 2 của phiên bản này. Đây, cập nhật thứ 3 chính là cái máy chế tạo keo. Thì máy chế tạo keo này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái vật phẩm nó gọi là cái chip của máy chế tạo keo. Đấy, để chúng ta có thể chế tạo được nhiều keo hơn bình thường. Bình thường chúng ta cầm 5 quả từ máy chế tạo keo là maximum rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta nhặt được cái chip thì chúng ta sẽ được cầm lên thành 7 quả. Đấy, những cái này nó không ảnh hưởng lắm. Một trong những cái cập nhật tiếp theo của bên Anna Free Fire mà họ có thông báo phiên bản OB39 ấy, là họ sẽ cải thiện lại cái chế độ bật tâm ngắm để cho cái việc vuốt tâm nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, việc ngắm bắn và việc vuốt tâm, kéo đầu, headshot ấy nó sẽ dễ hơn so với lần trước. Cái này thì nó sẽ đối với những người chơi mà đã biết kéo tâm headshot rồi thì nó sẽ không khác gì, nhưng mà đối với những người chơi mà chưa biết kéo tâm vuốt đầu thì là bên Anna nói là sẽ dễ kéo tâm hơn. Đấy, tức là khi mà đặt cái tâm vào người đối phương ấy thì khi mà kéo ấy nó sẽ nhẹ hơn. Nó sẽ nhẹ hơn so với phiên bản cũ. Đó, thì cái này sẽ là một cái cập nhật để giúp cho những người chơi mà không biết kéo tâm vuốt tâm, những người chơi mà kéo tâm kém, không biết kéo tâm vuốt tâm thì sẽ dễ kéo tâm hơn. Đó, cái này là cái bên Anna Free Fire họ thông báo chính thức nhá. Cái này là thông báo chính thức từ bên Anna ấy, là sẽ cải thiện cái hệ thống kéo tâm, kéo đầu, vuốt tâm. Đấy, cái này thì ở bên server ngoài thông báo rồi, nhưng mà tôi chưa thấy server Việt Nam thông báo gì. Server Việt Nam ít khi nói về phiên bản nâng cấp, thường là trước khi nâng cấp 1-2 ngày bên Anna Việt Nam mới báo. Nhưng mà bên server nước ngoài họ đã khẳng định rồi, tức là phiên bản OB39 này thì sẽ dễ kéo tâm hơn rất là nhiều. Lý do mà vì sao nó lại dễ kéo tâm hơn ấy, tại bởi vì là phiên bản OB39 này ấy, cái Free Fire thường ấy, nó sẽ được cập nhật thêm một số các cơ chế của Free Fire Max này, nó sẽ làm cho game nó nhẹ hơn. Đấy, cái khả năng kéo tâm thường thì các bạn mà chơi Free Fire thường các bạn sẽ khó kéo tâm hơn là Free Fire Max. Đấy, các bạn chơi Free Fire Max kéo mượt hơn, thì bây giờ cái cơ chế mà kéo tâm của Free Fire Max ấy nó sẽ đưa vào trong Free Fire thường, tại vì là Free Fire Max thì sẽ ngừng cập nhật sau khi mà OB39 lên sàn. Đấy, sau khi OB39 mà được cập nhật thì cái Free Fire Max nó sẽ không cập nhật thêm bất kỳ phiên bản nào nữa. Đấy, cái phiên bản cuối cùng của Free Fire Max sẽ là OB38 thôi. Đấy, ui mấy con bot này áp sát kinh ấy. Và áp sát với chúng tôi. Ui nó bắn mình gần chết luôn ạ. Ui chẳng hay bị chết rồi mấy con bot. Vãi trưởng, bot bắn đâu ấy.
Boss boss bản này nó là boss siêu cấp anh em ạ. Boss phiên bản này nó là boss siêu cơ mờ cấp rồi. Bắn đau thật sự ạ. À. Ui nó áp sát rồi này. Và hay là nó áp sát rồi. May mà cái có cái máy chế tạo keo nên là mình không sợ bị thiếu keo trong quá trình chạy bo. Đấy, bây giờ cái kỹ năng Orion nó giúp mình bất tử. Hay không có đều khi chết. Vâng, không có đều khi chết anh em ạ. Vào vãi trưởng boss, boss bắn đau dã man. Boss bắn gần chết luôn. Ở trong bản chính thức thì chắc là boss nó sẽ bắn không đau như thế, nhưng mà bản này boss nó bắn đau lắm. Đấy, bản này êm mà người đối phương ở tầm xa rất là dễ. Bắn bản này cá nhân tôi sau khoảng thời gian chơi ấy, tôi đánh giá là OVA 9 này kéo tâm rất là mượt. Đấy, rất là mượt như là phi phay mắc luôn, mặc dù nó là vốn dĩ là phi phay thường, em thấy không? Đặt cái tâm vào đầu đối phương rất là nhẹ luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là một trong cái mà giúp chúng ta cải thiện thêm về cái kỹ năng chơi. Ui, vai trưởng ạ. À. Cứ đứng là bị đứng không bị con boss nó bắn ạ. Và boss bắn đâu ấy. Và may là bọn boss này nó không biết đục kèo rồi. Và boss đục kèo cho tôi chết luôn rồi. Và bãi trưởng chơi. Đấy, ui, ui nó áp sát rồi. À, con boss ảo ma thật đấy. Ui con boss nó truy đuổi mình ấy. Con boss truy đuổi đấy lại headshot nhá. Bắn rất dễ headshot. Bắn rất là dễ headshot luôn. Thì cái này nó cũng sẽ là một trong những cái cải thiện ha. Và lại cái sự kiện mưa thính nhỉ. Thì cái sự kiện mưa thính này nó sẽ là một trong những cái sự kiện toàn bản đồ ngẫu nhiên mà sẽ xuất hiện ở trong phiên bản tới. Thì nói chung là thính nó sẽ rơi khắp bản đồ. Đấy, thính rơi khắp bản đồ rất là nhiều, nghe tiếng phành phạch luôn. Đấy, ok, anh em đừng quên là để cải thiện khả năng chơi FIFA, anh em đừng quên ghé qua shop Riaki Store, shop bán tai nghe dành cho game thủ FIFA. Ở đây bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ngôn, tai nghe giúp chúng ta chơi FIFA, chơi Liên Quân ok hơn. Bên cạnh đó thì nếu như mà anh em mua tai nghe ở trên Riaki Store, anh em sẽ được tặng ngay một con mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay một bao tay Memo free nha anh em nhá. Đấy, đừng quên là ghé qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM, đường link mình để trong phần ghi mô tả nha, phần dưới comment. Đấy, ok. Và một thông tin nữa cũng khá hay mà mình phải hóng ở bên server nước ngoài. Thì mình xem bên server Indo ấy, nó có một cái ảnh như thế này, tức là những kỹ năng chủ động được sử dụng nhiều nhất trong Na FIFA thì đó là Alok với 1,2 tỷ lượt dùng. Đấy, tiếp theo là Ngộ Không với 572 triệu lượt, Clolo với 438 triệu lượt, 454 triệu lượt là của Skyler. Chứng tỏ Skyler dùng rất nhiều, cho dùng Skyler ra mắt sau Chrono một khoảng thời gian. Và cuối cùng là Homer 188 triệu lượt. Thì hiện tại Homer đang là ngôi sao đang lên. Tuy nhiên ở đây ấy, mình phát hiện ra một điều, anh em nhìn thấy cái trong cái ảnh là gì ạ? Là bên Gaana không sử dụng hình ảnh của con Alok. Đấy, Gaana không sử dụng hình ảnh của Alok. À, hay chưa, hay chưa? Thì nghĩa là gì? Điều này nghĩa là bên Gaana họ sẽ có thể là cái hợp đồng của Gaana với cả Alok nó cũng đã sắp hết rồi. Thế nên là bây giờ Gaana tương tự như Chrono thì sẽ không thể sử dụng hình ảnh của Alok ở trên các cái phương tiện truyền thông. Đấy, trong game thì chúng ta vẫn có Alok bình thường, nhưng có thể là cái việc mà sử dụng hình ảnh của Alok ở trên phương tiện truyền thông thì cũng giống như Chrono ấy, thì sẽ không được dùng nữa. Và bây giờ sẽ phải dùng cái kiểu hình bóng đen. Đấy, hình bóng đen như vậy. Và có thể trong tương lai hóa thành chip. Ví dụ như bây giờ nhân vật chúng ta đã có hai nhân vật bị hóa thành chip rồi, một là nhân vật Jai, hai là nhân vật GB. Đấy, GB là cũng là đợt trước là cũng là của Justin Bieber ấy, là cũng thành chip. Thì có thể trong tương lai là Chrono chúng ta không mua nữa, mà chúng ta sẽ gọi là chip Chrono và chip Alok, tức là tất cả nhân vật mà gọi là hợp tác với người nổi tiếng ấy, đến một lúc vào đấy cái hợp đồng của họ với con game nó kết thúc thì cũng sẽ là hóa thành chip hết. Đấy, hóa thành chip hết chứ không thể nào mà dùng như là phiên bản bây giờ nữa. Lúc đấy có khi lấy anh em mà tài khoản có Alok, có Chrono thành hàng hiếm đấy. Và ở trong phiên bản tới tất cả nhân vật đều được mua được bằng vàng hết. Đấy, thế nên chúng ta cũng sẽ chú ý là anh em nào mà chưa sở hữu nhân vật nào thì có mua đi. Vì giá của các nhân vật mua bằng vàng thì nó sẽ dao động khoảng 10.000 vàng một nhân vật. Đấy, tôi đoán là nó khoảng 5.000 đến 10.000 vàng đến 20.000 vàng một nhân vật, tương tự như bên Liên Quân. Đấy, thì anh em chú ý đây, cái hòm tính xanh nó cũng sẽ bỏ đi, đó là cái bong keo nha anh em nhá. Tức là bây giờ bong keo sẽ không thể mua từ máy bán hàng nữa. Đấy, máy bán hàng bây giờ đã tuyệt chủng bong keo rồi. Tuyệt chủng bong keo rồi anh em. Nói chung là phiên bản OB39 sắp tới cũng sẽ có khá nhiều sự thay đổi, đặc biệt là hệ thống nhân vật rồi một số hệ thống ngắm bắn các kiểu nữa. Thì anh em chú ý là chúng ta nắm thông tin này, chúng ta làm quen. Đấy, ok. Và ui giời, chạy bị ke thôi. Đấy, tôi lấy nốt cái Buya ván này 17 kill rồi. 17 kill, 17 con boss anh em ạ. Và nhẹ nhàng làm thêm còn 4 con boss ạ. À, còn mình là 1 với 3 con boss nữa là hết game. 3 con boss nữa thì lên quẩy chúng nó thôi. Úi giời, mấy con boss bắn nhau. Boss bắn đau phết nhỉ.
Bot bắn đau nhỉ? Bot bắn đau xin nhẹ bot cái đầu. Đấy, xin nhẹ đầu, kéo đầu rất là dễ nhá. Cái bản này kéo đầu 10 phát thì phải được 9 lần. Đấy, bản này kéo đầu rất nhẹ luôn. Hôm trước tôi đã chơi thử, tôi đã test rồi. Cảm ơn anh em theo dõi video này và chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Bye bye.